Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở ngay bên dưới tại tải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Ngay sau đây, mời quý vị cùng theo dõi tin tức showbiz mới nhất hôm nay. con trai ruột Hoài Linh bất ngờ chia sẻ cảm động về ngày Quốc Khánh 2 tháng 9. Cách đây vài giờ, Thành Vinh, con trai ruột Hoài Linh vừa đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân. Theo đó, nhân dịp Quốc Khánh 2 tháng 9, Thành Vinh chia sẻ, Hôm nay là ngày Quốc Khánh của Việt Nam, đất nước tôi sinh ra và lớn lên. 10 năm trước tôi rời Việt Nam, đến Mỹ để theo đuổi giấc mơ của mình, và hiện tại tôi đang làm việc cho hãng hàng không ở Mỹ. Trên con đường đó luôn có những khó khăn, và hôm nay tôi đã chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn phía trước. Tôi mãi biết ơn khi mình là người Việt Nam. Hôm nay cũng là một ngày đặc biệt đánh dấu 2 năm 4 tháng kể từ ngày tôi làm việc tại hãng hàng không Mỹ, hãng hàng không lớn nhất thế giới. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì có cơ hội làm việc tại AA. Mỗi ngày làm việc tôi luôn hạnh phúc vì biết mình đang đóng góp cho công ty, dù nó đơn giản là những bản vẽ kỹ thuật, tôi có một giấc mơ và tôi sẽ sống vì nó. Cuối bài viết chia sẻ, Thành Vinh cũng không quên gửi lời chúc mừng ngày Quốc Khánh Việt Nam 2 tháng 9. Chúc mừng sinh nhật Việt Nam, tự hào là người Việt Nam. Lời chia sẻ của Thành Vinh nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Thành Vinh với những tình cảm của anh dành cho quê hương Việt Nam. Dù ở Mỹ khá lâu nhưng Thành Vinh luôn nghĩ về nguồn cội của mình. Trong showbiz Việt, Hoài Linh không phải là cái tên xa lạ với khán giả. Nhắc đến Hoài Linh, khán giả đều nghĩ đến một nghệ sĩ sống giản dị chân chất nhưng luôn hết mình vì sự nghiệp. Nam danh hài cũng luôn hết lòng vì tổ nghề. Cách đây không lâu, Hoài Linh đã xây dựng nhà thờ tổ trị giá hàng trăm tỷ. Hoài Linh cũng thường xuyên giúp đỡ các hộ bối nhận con nuôi và hỗ trợ rất nhiều cho con đường nghệ thuật của Hoài Lâm, Gia Bảo Bé Ben. Có rất nhiều con nuôi nhưng Hoài Linh lại rất kính tiếng với hai người con ruột. Đến năm 2016, khi Hoài Linh chia sẻ bức ảnh chụp cùng với Hoài Lâm và Thành Vinh, mọi người mới biết đó là thông tin về cậu con trai ruột này của Nam danh hài. Thành Vinh tên đầy đủ là Võ Lê Thành Vinh, chàng trai sinh năm 1990 không hoạt động trong giới showbiz và hiện tại đang là kỹ sư của hãng hàng không American Airlines. Dù có bố nổi tiếng và giàu có nhưng Thành Vinh lại có cuộc sống rất giản dị và khiêm tốn. Tại Mỹ, Thành Vinh đã rất cố gắng để hòa nhập với cuộc sống và môi trường học tập mới. Khi sang Mỹ, anh gặp nhiều khó khăn về ngôn ngữ nên phải học gấp ba lần người khác mới hiểu được bài giảng. Sau đó, Thành Vinh tiếp tục phấn đấu để có được học bổng. Bản thân Thành Vinh có cuộc sống giản dị không xa hoa. Trên trang cá nhân, Thành Vinh cũng chỉ chia sẻ về những sở thích cá nhân như nhiếp ảnh và du lịch. Anh thường xuyên chia sẻ về những địa điểm mình đặt chân đến chứ không phải là những cuộc ăn chơi của giới trẻ. Có bố rất nổi tiếng trong showbiz nhưng Thành Vinh lại không có ý định gia nhập làng giải trí. Thành Vinh chia sẻ, nghệ thuật không phải ai muốn cuộc nổi tiếng, bố chỉ muốn tôi học hành đến nơi đến chốn. Đồng thời, công việc hiện tại của anh bên Mỹ cũng đang phát triển rất tốt. Ngoài việc là kỹ sư của hãng hàng không American Airlines, Thành Vinh còn cùng bạn bè mở studio để thỏa mãn đam mê chụp ảnh. Hồi giữa năm 2019, Thành Vinh về nước và tham gia vào chương trình nhanh như chớp khiến nhiều khán giả bất ngờ. Chia sẻ về lý do tham gia chương trình này, Thành Vinh cho biết vì anh thích chơi game show và muốn tham gia chương trình này. Vì vậy, Thành Vinh đã hỏi Trường Giang cách để đăng ký và casting. Trường Giang tiết độ dù là con trai Hoài Linh Thành Vinh vẫn phải vượt qua vòng casting như bình thường thì mới được đứng ở đây. Còn Thành Vinh thì thật thà bực mí, ở đây ai cũng là diễn viên ca sĩ, tôi thì không phải diễn viên ca sĩ nên tham gia game show với tư cách bạn của diễn viên ca sĩ, lần đầu tiên lên sóng truyền hình tôi hồi hộp quá, tim đập thình thịch là một kỹ sư máy bay nhưng Thành Vinh có kiến thức khá rộng, anh trả lời đúng liên tiếp 7 câu của chương trình với thái độ điềm đạm khiêm tốn, Thành Vinh nhận được nhiều lời khen ngợi và yêu mến từ khán giả. Sau chương trình Thành Vinh trở về tiếp tục với công việc kỹ sư và nhiếp ảnh. Khi được hỏi về những dự định trong tương lai, thành Vinh cho biết, hiện tại tôi khá bận rộn với công việc, Việc quay phim chụp ảnh cũng đang dần phát triển và phục vụ cộng đồng người Việt tại Mỹ rất nhiều. Có lẽ do tim ngày càng hoàn thiện và tốt lên nên được mọi người biết đến nhiều. Tôi cũng may mắn vì có một tim làm việc tốt bởi vì tôi chẳng là gì nếu không có những người anh em tốt như vậy. Sắp tới, nghệ sĩ Trường Giang sẽ tổ chức live show qua tay lấy vợ tại Mỹ và team ba em rất may mắn khi được góp phần nhỏ vào live show này và công việc của tôi ở hãng hàng không American Airlines phần tốt, hàng ngày làm những việc mình thích sẽ không bao giờ là thấy mệt. Khiêm tốn, giản dị và luôn sống hết mình vì đam mê, nhiều người hâm mộ tin rằng Thành Vinh sẽ sớm thành công trong sự nghiệp. Con trai Hoài Linh lần đầu về Việt Nam thăm bố sau 9 năm sống xa cách ở Mỹ. Hoài Linh tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi con trai Thành Vinh lần đầu trở về Việt Nam thăm bố và gia đình sau 9 năm sinh sống tại Mỹ. Vào ngày mùng 10 Tết hàng năm, Hoài Linh thường tổ chức một buổi tiệc tân niên để gia đình, người thân gặp gỡ. Năm nay buổi tiệc đầu năm của gia đình danh hài, đặc biệt hơn khi có sự tham gia của Thành Vinh là con trai đầu lòng của Hoài Linh. Trên trang cá nhân, Thành Vinh chia sẻ cảm xúc khi gặp ba và gia đình nội vào dịp đầu năm mới. Xa nhà 9 năm rồi, ngày giỗ ông bà, Valentine này có gia đình tìm niềm vui sẻ, luôn bên ta. Cảm ơn vì đã cho con được như ngày hôm nay. Diễn viên Thiên Bảo, con nuôi của ba mẹ Hoài Linh cho biết bữa tiệc có sự tham gia của họ hàng bên nội và những người bạn học cũ của nam danh hài. Diễn viên phim Thái Sư Trần Thủ Độ cho hay, Mọi người gặp gỡ trò chuyện sau một năm làm việc cực lực nên có nhiều chuyện vui. Năm nay anh Hoài Linh vui hơn khi có thành vinh về nước. Cháu dự định về Việt Nam chơi 2 tuần, đến đầu tháng 3 sẽ trở về Mỹ làm việc. Một người thân của Hoài Linh cho biết, nam danh hài rất tự hào và hạnh phúc khi con trai Thành Vinh trưởng thành, có thành tích học tập tốt. Vừa qua, Thành Vinh tốt nghiệp sau đại học tại một trường ở tiểu bang Texas của Mỹ. Anh đã được hãng hàng không Mỹ nhận vào làm ở vị trí kỹ sư. Được biết, cuối năm 2018, Thành Vinh tốt nghiệp sau thời gian theo học tại University of Texas at Dallas. Hoài Linh cực kỳ tự hào về con trai, nhưng không quên nhắn nhủ rằng tấm bằng này không phải sự thành đạt, mà là trang sách để Thành Vinh rèn dũa thêm nghị lực cho cuộc sống trong ngày con trai nhận bằng tốt nghiệp anh viết chúc mừng con sau bao nhiêu năm miệt mài đèn sách giờ con đã đạt được mơ ước của mình tấm bằng này chỉ là bước khởi đầu đỡ như chiếc chìa khóa để con mở cánh cửa bước vào một tương lai tốt đẹp hơn tấm bằng không phải là sự thành đạt mà là những trang sách để con rèn vũ thêm nghị lực cho cuộc sống cố lên con nhé thành vinh cũng tự hưởng năng khiếu nghệ thuật giống ba nhưng anh từng chia sẻ không thích trở thành người nổi tiếng càng không muốn đối diện pháp lực khi bị đánh giá dựa hơi ba Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.